Sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1, hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố xét tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu. Đây là cơ hội cho các thí sinh đã trượt trong tuyển sinh đại học đợt 1. Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung cho sinh 23 chương trình đào tạo theo hai phương thức xét theo học bạ và theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển chỉ 16 điểm. Trường Đại học Nha Trang xét tuyển bổ sung cho 14 chương trình đào tạo theo 3 phương thức xét theo học bạ và theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và xét theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2024. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công bố xét tuyển bổ sung cho 39 ngành đào tạo theo 2 phương thức, xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của trường và xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông. Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 500 chỉ tiêu bổ sung cho 10 ngành đào tạo của trường. Thí sinh có thể tham gia xét tuyển theo điểm học bạ với tổng điểm 3 môn từ 18 điểm trở lên hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 15 điểm trở lên. Thí sinh cũng có thể xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đại học FPT tuyển bổ sung 1.900 chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo, gồm 500 chỉ tiêu cho cơ sở đào tạo tại Hà Nội, 500 chỉ tiêu cho cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, 300 cho cơ sở tại Đà Nẵng, 300 cho cơ sở tại Bình Định, 300 cho cơ sở tại Cần Thơ. Các ngành tuyển sinh gồm quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc. Trường tuyển sinh theo 3 phương thức, xếp kết quả xếp hạng học sinh trung học phổ thông năm 2024, chứng nhận thực hiện trên trang https://schoolrank.fpt.edu.vietnam, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và xét tuyển thẳng. Học viện Hàng không tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu cho 5 ngành đào tạo với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển chỉ từ 16 điểm với 2 phương thức xét theo học bạ và theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển bổ sung 150 sinh viên. Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tuyển thêm gần 380 sinh viên. Đại học Thái Bình Dương tuyển bổ sung 650 chỉ tiêu cho 15 ngành. Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội xét tuyển bổ sung cho 11 ngành. Thí sinh có thể tra cứu thông tin chi tiết về điều kiện xét tuyển và thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của các trường trên cổng thông tin điện tử của từng trường.